Nè, nói nghe nè. Bữa nay kể tiếp chuyện ma cho nghe nha. Lần này là 8 câu chuyện ma của một người lấy cái nickname là Lâm Trung Trực. Tại vì muốn giấu tên á, cho nên mình không nói rõ tên được, phải đặt thành cái tên khác. Lâm Trung Trực lai không cần biết nha. Chỉ biết là người này đã gửi 8 câu chuyện ma về kể cho mình nghe. Hôm nay Việt Thảo kể 8 câu chuyện ma này gồm có chuyện ma em bé áo trắng nè, rồi chàng trai áo đen trong giấc mơ là ai, rồi cô gái đầm đỏ sau cái cửa kính, rồi trong trường hợp ngủ mơ mà bị ma đánh như thế nào, nó như thiệt ra là làm sao, rồi cái vong nữ theo, rồi chuyện người cha trở về, rồi cái bóng đen đứng bên cửa bếp và chuyện ma ở khách sạn san hô tại Vũng Tàu. Tám câu chuyện ma này được xếp vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 145. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi với Việt Thảo. Như theo thông lệ thì đây không phải là chuyện hư cấu hay tiểu thuyết viết về ma về chuyện kinh dị cho nên Việt Thảo đọc luôn cái nội dung bức thơ mà các bạn gửi về. Rồi trong đó lòng theo câu chuyện kể luôn nha. Cái bức thơ viết như thế này. Con chào chú Việt Thảo, con tên Lâm Trung Trực, năm nay con 19 tuổi. Lời đầu tiên con chúc chú có thật nhiều sức khỏe và thành công trong công việc hoạt động nghệ thuật của chú. Con rất hâm mộ chú trong những video làm phóng sự cùng với chú Vân Sơn về ma và nền văn minh cũng như văn hóa của các nước trên thế giới. Và những video clip chú câu cá hay tôm hùm và ăn sống tại chỗ mà chú nói rất ngon làm con cũng chảy nước miếng luôn. Chú biết không, con đi làm là rất thích nghe chuyện bên lề về ma của chú. Hầu như chú ra đến tập nào, số nào, con cũng đều nghe qua mặc dù không nhìn được vì con đang làm. Hi hi hi. Con rất yêu mến bộ ba danh hài Vân Sơn, Bảo Liêm và Việt Thảo. Con muốn xem nhiều vở hài kịch mà có sự góp mặt của ba idol của con cũng như tất cả mọi người thêm một lần tái diễn trên sân khấu tại Việt Nam. Và sau đây là những câu chuyện ma mà con đã trải qua và đã thấy và con xác nhận là chưa đăng ở các diễn đàn hay trang web nào hết. Đây là câu chuyện thứ nhất là em bé trắng con sinh ra và lớn lên tại thành phố Cần Thơ. Con đi học và cũng giống như các bạn bè cùng trang lứa nhưng chuyện học hành của con đã dừng lại vào cuối năm cấp 2 vì gia đình có biến cố việc kinh tế khiến việc học hành của con dừng lại vào giữa năm lớp 9. Gia đình của con đã tha phương nơi đất khách quê người đó là tỉnh Bình Phước, thị xã Phước Long, phường Phước Bình. Con cũng xin giới thiệu về gia đình con. Gia đình con chỉ có bốn người là cha mẹ, con và em trai con kém con, 13 tuổi. Con và gia đình theo một ông mà con thường gọi là ông Tám. Đó là vào tháng 11 của năm 2014, lên Bình Phước để lập nghiệp. Nhà trọ mà con thuê gồm có 10 phòng, mà hai dãy thì đối diện với nhau. Phòng của mẹ cha con là phòng số 5, phòng của con là số 6, hai phòng đối diện nhau. Dãy nhà trọ gồm 10 phòng mà có hai phòng khá bí ẩn, đó là phòng số 1 và phòng số 10. Hễ có gia đình nào vừa dọn vào phòng số 1 thì sớm muộn gì vợ chồng cũng lục đục. Còn phòng số 10 thì gia đình nào mà có con nít vô ở thì y như rằng đến khuya đưa con nít đó nó khóc khóc hoài mà không biết cái nguyên nhân gì sao nó khóc thì người dân địa phương ở đây nói là hai cái căn phòng đó bị ám bởi một đứa con nít con thì không có nhớ rõ ngày nào con lại mơ thấy rằng mình đang ngủ thì có cảm giác mắc tiểu vía của con như là Nói là đã mở cửa phòng rồi và ra sau hè để đi cho mát. Thì lúc đó con thấy cảnh lúc đó là trăng tròn và sáng lắm. Ở trước mặt con là một cái cánh đồng lúa xanh mà có thể thấy được do ánh trăng phản chiếu xuống. Nhưng mà ở đâu lại ra một đứa bé con đón tầm khoảng 4-5 tuổi. Nó đứng cách con từ 5 đến 6 mét. Nó vừa đứng đó mà nó cười và nó xua đuổi con đi. Nó nói Ê! đi chỗ khác mày không có được đi tiểu ở đây chỗ này là của tao mày đi chỗ khác đi nó vừa nói vừa xua đuổi con mà con thấy là tóc tai hay áo quần nó mặc tất cả đều là một màu trắng kể cả đôi mắt nó cũng trắng xác cả thì lúc đó cơ thể của con không có nhúc nhích hay cử động được nhưng mà tâm thức của con nhận biết được điều đó nó từ từ nó tiến lại gần con rồi nó đuổi con đi. Lúc đó con mới nhớ sực, con mới niệm câu Nam mô A Di Đà Phật. Con niệm từ từ, con niệm liên tục niệm cho đến lúc cơ thể con giật một cái, con tỉnh giấc. Thì lúc đó người của con đầm đìa mồ hôi. Có điều là sáng hôm đó con cũng không dám kể cho ai biết về đêm qua mình đã thấy những gì. Có lẽ một trong những cái dạy của những trẻ em hay những đứa nhỏ khi nằm chim bao thấy cái gì cứ giữ trong lòng mà không chịu kể lại cho ai nghe hết. Đó là cái chuyện con bị đứa bé nó đuổi đi như vậy. Đây là câu chuyện thứ hai có liên quan đến chàng trai áo đen. Vào giữa tháng 3, tháng 4 của năm 2017, con nhớ thì đêm đó con ngủ muộn khoảng 11 giờ con có một cái giấc mơ mà từ trước tới đến giờ chưa bao giờ có. Con nhìn thấy có một anh thanh niên khá trẻ, tầm cỡ 23-24 tuổi, dáng cao, người thì ốm, mặc áo thun đen, quần jean đen và cái nón cũng màu đen. Khi mơ thấy như vậy thì người con nóng lên và đã đổ, đổ mồ hôi Nhưng mà con vẫn nằm yên Không có cử động, không giúp nhích gì được hết Anh ấy nhìn con, anh ấy hỏi Đi chơi với anh đi Có đi chơi với anh không? Thì trong giấc mơ con khá sợ Vì đã biết mình đã gặp những thứ không nên gặp Con mới trả lời Thôi, em không có đi được, em không có đi đâu Và sau đó thì con tỉnh giấc người con thì đổ mồ hôi mà người hâm hấp nóng. Thì con lúc đó khát nước quá thôi, con lấy một ly nước lạnh uống. Tại vì nó khát, phải đi uống thôi. Sau đó thì con lại ngủ tiếp. Nhưng có điều lần này con lại nằm mơ nữa. Mà trong cái giấc mơ đó lại gặp chính cái anh hồi nãy. Rồi anh cũng hỏi câu ấy, con cũng từ chối nhưng mà lần này thì anh chụp lấy cái tay của con anh kéo đi nhưng con đã từ chối nhưng không hiểu sao anh kéo thì giống như cái víu của con đã chạy theo thì lúc đó con lại thức giấc một lần nữa khi nhìn đồng hồ thì con thấy là cũng đã một giờ sáng con mới đứng dậy và đi qua phòng của mẹ để gọi mẹ mở cửa cho con đi vô khi qua tới phòng của mẹ của cha thì Mẹ hỏi con có sao không mà người mồ hôi một kê ướt như vậy. Thì con mới thuật lại hết những gì con đã thấy trong mơ. Một cái giấc mơ mà nó lặp lại như vậy cũng là điều lạ. Đừng nói chi con mới 17 tuổi, ngay cả người lớn cũng phải sợ. Ít khi nào mà nằm mơ thấy hai lần cùng một lúc như vậy. Sáng hôm đó thì con bị bệnh, có lẽ là do con thức khuya và có lẽ là do con thấy những cái mà không nên thấy cho nên cơ thể con có vẻ nó bị suy nhược con chỉ nghĩ như vậy ngay ngày hôm đó thì mẹ con có đi chợ để mua đồ về cúng và cũng có hỏi thăm người dân ở đó có ai đã chết tại đây mà có hình hài có bộ đội có cái bộ dạng mà mình thấy hay không thì mẹ con hỏi hết ba người thì cả ba người đều nói là có. Có một người mà mẹ con rất là thân đó là bà Năm. Bà Năm là người ở đây sinh sống từ còn nhỏ nên hầu như chuyện gì bà cũng biết, bà cũng nhớ tất tần tật hết. Bà Năm kể lại là cái thằng đó đó lúc trước nó ở đâu? Nó không phải là dân gốc gác ở đây Nó lợi đây nó lập nghiệp Nó sống ở đây Rồi nó kiếm tiền bằng Cái công sức của nó bỏ ra Mỗi ngày nó đi cạo mũ cao su Với nó đốn cây Nhưng mà không biết xui xẻo làm sao Ngày hôm đó nó đi đốn cây như thế nào Mà không biết bị cây đè chết Lúc nó chết Thì nó cũng mặc áo đen Quần đen Và cũng đổi cái nón đen nữa mẹ con nghe bà năm kể tới đó thấy rợn người hết trang mới kể lại cho cha con nghe và cha bảo mẹ mày chiều nay đi cúng giái cầu cho người đó đàng hoàng để người ta không có làm phiền đến mình nữa thì sau cái lần cúng kiến đó thì con ngủ rất ngon và cho đến bây giờ thì con không gặp lại trường hợp đó nữa nhưng mà con cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi. Không ngờ sau đó có một lần là đang vào lúc mùa đông. Thì cái thời tiết mùa đông, cái không khí nó lạnh, cái bầu trời nó se lạnh. Con nhớ khi ấy đó là tháng 11, 12. Hầu như đêm nào con cũng thức đến 11 giờ. Nói thiệt, con rất ghiền Facebook. Nhưng mà sao con lướt hoài Có nhiều lần con định bỏ Con không muốn Nhưng mà không được Buông không được Nó bị ghiền rồi chú ơi Lúc đó thì bên ngoài trời lạnh lắm Các phòng của dãy nhà trọ đã đóng cửa lại hết rồi Cho nên nó cũng âm u lắm Cộng thêm cái tiếng gió thổi mạnh nè Rồi tiếng da chạm của các mái tôn Tạo ra cái âm thanh sợ lắm khi đó cũng đã 12 giờ kém rồi. Trong khi con đang ngủ. Và cái giấc ngủ rất là sâu. Nhưng mà cái giấc mơ lại kéo đến. Tại sao đây lại là một cái giấc mơ mà nó giống như giấc mơ lần trước nữa. Con lại nhìn thấy được cái anh áo đen. Anh lại tìm đến con. Nhưng mà lần này cái vẻ mặt của anh không giống như trước. Anh không có rủ đi chơi cái kiểu mà lôi kéo con nữa mà anh rất vui rồi anh nhìn con anh cười anh mới nói thôi đi chơi với anh đi tại anh buồn mới rủ em đi thì em mới nói con mới nói là thôi em không có đi được em mệt lắm thì sau khi trả lời xong thì con giật mình thức dậy vì lúc đó cũng rất sợ nhưng mà con không thể nào thức hoài được vì cơ thể con rất mệt mỏi thì con lại ngủ tiếp đi. Khi con rơi vào giấc ngủ thì con lại nằm mơ thấy ảnh lần nữa. Nhưng mà lần này không phải chỉ có một mình ảnh, mà có thêm hai người lớn tuổi đi cùng. Một người đàn ông và một người đàn bà mà tóc của họ đã bạc trắng rồi. Họ lại họ cũng rủ con đi chơi với họ. Con đã từ chối vì sợ nếu mà mình đi với họ thì không biết sáng mai mình có thức dậy được nữa không. Con lại thức giấc một lần nữa. Thì lần thứ ba cũng quá mệt mỏi con lại ngủ lại. Thì con lại thấy họ nữa. Không có lý do gì giấc mơ mà cứ gặp họ lại như vậy. Chỉ trường hợp họ muốn đi vào trong giấc mơ của con và họ muốn cho con thấy họ. Lần này đi theo không phải là hai người lớn tuổi tóc bạc mà là hai đứa con nít. Hai đứa con nít này nó đứng ngay ở dưới chân của con. Con nhìn vào mắt của hai đứa con nít này thì hai con mắt nó không có trọng. Nó đen tối và sâu thẳm, nhìn thấy sợ lắm. Thì con giật mình thức dậy nữa. Và sau đó cũng vì quá mệt mũ, con lại ngủ nữa. đây là lần thứ năm trong một đêm mà con lại nằm mơ thấy họ có những người ở trong giấc mơ đó họ nói thằng này rủ nó đi không đi thì tao lôi nó đi lúc đó có hai người lớn tuổi họ nắm tay con họ kéo bên trái còn hai đứa con nít thì kéo chân con nhưng mà con không nhúc nhích hay di chuyển thì dưới của con nó như đứng sững một chỗ không hề xê dịch mặc dù con bị lôi kéo như vậy còn cái anh áo đen thì chỉ đứng kế hai ông bà già nhìn con và cười cười con để ý xung quanh thì lúc đó có rất nhiều cái bóng đen nó lảng vảng qua lại mặc dù là đứng xa xa và con thấy có kèm theo cả khói trắng bốc lên nữa quá sợ hãi con hét lên thì trong cái tiếng hét đó con tỉnh dậy phải nói lần này mồ hôi cũng đầy trên người, trên mặt con. Con xem đồng hồ lúc đó chỉ mới có hơn 2 giờ sáng à. Con cũng rất sợ và con qua gọi cửa phòng cha mẹ con để ngủ, vì con không dám ngủ một mình nữa. Mẹ con mới kêu cha con qua phòng con ngủ thử xem có thấy gì không. Sau đêm đó thì con ngủ rất ngon khi con nằm gần mẹ, giống như là con có cảm giác được cheo che chở hay là bảo vệ cho nên không còn nằm mơ hay là thấy bậy bà nữa còn cha con thì sau một đêm ngủ ông cho biết chẳng có thấy gì hay là cũng không có ai phá mình thì sau ngày hôm đó cha mẹ con lại mua đồ về cúng thêm lần nữa với hy vọng là sẽ không có thêm một lần nào nữa kết với những giấc mơ mà con thấy cha mẹ con chẳng những cúng còn lấy à, cả cây dao đặt trên đầu giường, rồi đến lấy cái cây gì đó đặt ngay cái cửa ra vào. Con không biết cái cây đó là cái gì, nhưng mà con nghe nói khi cái cây đó đặt chỗ cửa có thể tránh được, không cho những người bên kia thế giới có thể bước vào. Và phải nói đêm hôm đó con đã ngủ một giấc tới sáng thật ngon và không thấy ai hay có bất cứ điều gì xảy ra và cũng kể từ ngày hôm đó đến nay thì con chưa bao giờ thấy lại những người ấy nữa không biết họ cho mình thấy với mục đích gì hay là do con đi làm mệt mỏi rồi về nhà ngủ mà mơ sản thôi đây là câu chuyện thứ ba câu chuyện có liên quan đến cô gái mặt đầm đỏ ở phía sau cửa kính con nhớ rất kỹ phải nói là nhớ như in. Đó là vào buổi sáng ngày 5 tháng 7 năm 2017. Là cái ngày mà công ty của con cho nhân viên nghỉ. Vì hàng tồn kho quá nhiều. Con thì về nhà. Cha con đi đâu thì con không có biết. Mặc dù là hai cha con làm chung kho với nhau. Đến khoảng 8-9 giờ thì có người hàng xóm chạy qua với vẻ mặt khắp tấp rồi hỏi mẹ con. Chị Bảy à, chị có nghe gì chưa? Con Linda bị thằng chồng nó giết chết tại nhà rồi. Lúc đó mẹ con quảng lắm, mới hỏi trời trời. Mới thấy hôm qua, tôi còn gặp nó đi mua đồ mà giờ nó chết rồi. Cô có nhầm không vậy? Không đâu, chị ơi, chị chạy qua xem đi. Thấy ghê lắm. Nghe nói vậy con và mẹ con tức tấp chạy qua nhà chị Linda. Linda cách phòng trọ con có ba căn nhà. Thì cái cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là một thi thể đang được khiêng ra hành lang, cái, cái 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 hành lang để mà tiện dịp khám nghiệm tử thi, nhưng mà con không nhìn rõ mặt. Các pháp y và lực lượng chức năng đã che chắn và phong tỏa hiện trường để không để cho người khác tìm vào. Và sau đó thì thi thể của chị được đưa về quê an táng và phải nói để lại nơi đây một cái không khí bao trùm sợ sệt dành cho mọi người khi ở lại và có điều là đêm đó con đã thấy chị con xin khẳng định với chú một điều là chưa bao giờ con biết mặt chị ấy ra sao Tối hôm đó thì con đi tập gym về, con chạy bằng xe đạp. Phải nói trời vừa hết mưa cho nên mặt đường nó đang bốc hơi. Mà xe con thì không có đèn, chỉ thấy được bằng nhìn qua cái ánh sáng đèn nhà người dân hắt ra đường. Thì khi con chạy qua sân bóng và một nhà dân thì lúc đó mới tới nhà chị. Con không có chạy nhanh, con chạy tốc độ chậm thôi tại vì mặt đường lúc đó nó khá trơn mà xe thì cái bố thắng nó cũng không ăn nên con đi chậm thôi. Khi con chạy chậm như vậy đến ngang nhà chị thì vô tình con liếc mắt nhìn vào trong nhà chị. Con không thể tưởng tượng được. Con nhìn thấy một người con gái tóc xõa mặt. Rồi người con gái đó mặc chiếc đầm đỏ đứng ở sau cái kính cái cửa kính. Tuy chỉ là cái liếc mắt nhìn một cái chỉ có vài giây nhưng mà cái hình ảnh của cô gái đó đã làm con sợ hãi suốt bao tháng trời. Đối diện phía nhà chị là dãy nhà trọ của một công ty gần đó. Đèn ở nhà trọ ấy đã hắt ra và Chính mắt con đã thấy chị. Lại một lần nữa con về nhà mà con không dám kể cho cha mẹ vì sợ. Cho đến qua ngày hôm sau thì con có kể cho gia đình bạn bè nhưng mà chẳng ai tin. Có vài người nói là chắc con qua mắt vì vừa tập gym về nhà đạp xe đạp nên mệt qua mắt thôi. Nhưng không phải chú ơi, con đã thấy rõ mồn một dáng một người con gái tóc xõa, mặc dầu cũng không nhìn rõ mặt, trên người chỉ có chiếc đầm đỏ. Sau đó thì chuyện nó qua đi và cũng không quan nhắc đến cái người con gái tên Linda xấu số, số đó nữa. Nhà của chị lúc trước ở bây giờ thì người ta đã đập đi và đã xây lên kho xưởng làm máy móc để chế biến hạt điều rồi. đây là câu chuyện thứ tư con xin được gửi đến chú là câu chuyện bị ma đánh câu chuyện này thì con được nghe mẹ kể lại chuyện mới xảy ra cách đây hai tuần trước cái nhà trọ mà hiện con đang ở đó đã đổi chủ khác và được xây dựng lại khang trang hơn và có nhiều người lại thuê giá thuê thì rẻ họ không có cho thuê đắt để cho những người lao động có chỗ che nắng che mưa Điều này họ làm như vậy cũng tốt. Và đã có một gia đình nhỏ đến thuê phòng số 10. Và một anh thanh niên tầm 23 tuổi thuê phòng số 1. Con nhớ mẹ con kể lại là đêm đó cái chị phòng số 10 đang ngủ thì thấy có một người thanh niên cũng mặc áo đen, quần đen, nón đen đến để rủ chị ấy đi chơi. Nhưng mà chị ấy từ chối và nói với anh thanh niên đó là anh đi đi tôi mệt lắm tôi không có đi được. Tôi hứa rồi mỗi khi lãnh lương tôi sẽ cúng giái cho anh. Sau khi nói dứt câu xong thì chị cũng giật mình bật ngồi dậy. Lúc này thì trên người đầy mồ hôi hết ướt cả cái gối đệm. Chị cũng không dám kể cho chồng chị nghe, sợ chồng chị không tin và phản bác rồi bắt Chắc đi làm mệt rồi đem về ngủ mớ thôi. Thế nào chồng cũng nói vậy. Trên một ngày chị đi nhận lãnh lương về vào đầu tháng 6. Nhưng mà chị quên. Chị quên đi cái lời hứa với anh thanh niên áo đen. Chị không có mua đồ cúng gì hết. Rồi đêm đó chị nằm ngủ. Chị lại thấy cái anh thanh niên đó. Lần này anh đi lại gần và anh nói. Mày có lương rồi. Sao chưa mua đồ cho tao ăn? Nói xong ảnh tác vô mặt chỉ ba bốn cái đau điếng làm chị giật mình tỉnh dậy luôn chị kể có điều là khi thức dậy mặc dù bị đánh ở trong giấc mơ nhưng cái mặt của chị nó bị đau và bị rát giống như ai tác thiệt vô mặt vậy đó là câu chuyện mẹ kể lại về cái chị ở phòng số 10 bị bị đánh vô mặt trong giấc mơ còn cái chuyện dông nữ theo nó có liên quan đến cái anh mà ở phòng số 1 đó. Anh này khá khờ, nhưng anh lại sống cô đơn. Anh có mẹ nhưng mà mẹ anh đi làm xa, lâu lâu thì mới lên thăm ảnh vài ngày rồi trở đi làm việc tiếp. Mà con thì nghe mẹ của anh kể lại cho mẹ con và mẹ con lại kể cho con nghe nữa là anh từng quen và tìm hiểu rất nhiều cô gái nhưng mà không có thành. Anh này có cái hành động lạ là anh hay nói chuyện một mình. Rồi những lúc đêm khuya anh đã đi ra ngoài cái gốc cây điều đó. Anh nói chuyện. À, ngứa Anh nói chuyện với cây điều ở trước nhà trọ. Nhiều người thấy cái hành động kỳ lạ của ảnh cho nên mới báo với cô chủ nhà trọ nó có cách nào giúp. Thì sau đó cô chủ nhà trọ đi nhờ một ông thầy Pháp. Thì ông thầy Pháp ông nói là cho ông biết tên tuổi và ngày tháng năm sinh chống sinh của người đó để ông làm phép cho. Sau khi có đầy đủ tin tức rồi thì ba tiếng sau ông làm phép tại nhà và ảnh báo cho cô chủ nhà trọ nói là anh này đó bị một cái dông nữ theo từ lâu rồi cái dông này đó ngồi ngoài sau gáy của anh và khiến cảnh không có quen hay là không có yêu ai được hết rồi sau đó ông làm phép ông nói là ông đã trục được dông nữ này rồi nhưng nếu mà sau năm năm anh này không có vợ thì phải lên gặp ông để đi tu và theo ông ông làm phép giúp cho và gần đây thì mẹ con nói là trước cửa phòng con có anh áo đen nó đứng trước cửa phòng vậy đó. Và do anh phòng số 1 thấy và nói với mẹ con là có thờ Phật quan âm nên nó không có vào được. Đó là câu chuyện cái anh áo đen mà đứng ở ngay trước cửa phòng không vô được là do ở trong có thờ. Đây là câu chuyện thứ sáu là câu chuyện người cha trở về. Câu chuyện này chắc xin dùng danh xưng là tôi để cho chú Thảo dễ kể lại. Tôi sinh ra và lớn lên tại huyện Phong Điền, thị trấn Cái Răng, tỉnh Cần Thơ. Lúc tôi còn 18 tuổi, đó là vào những năm của 1987, khi ấy thì gia đình tôi có 6 người, cha mẹ tôi là chị hai và ba đứa em trai. Vì ngày xưa sau khi mẹ tôi sinh thêm đứa em thứ tư thì kinh tế gia đình tôi bị eo hẹp. Nhà đã khó khăn, cha thì làm nghề chở đồ thuê bằng chiếc ghe nhỏ. Còn mẹ thì trồng cây ăn trái sau nhà mà còn phải nuôi thêm bốn đứa con. Tôi thấy cha mẹ cực khổ nên xin mẹ cho tôi học hết cấp 3 và sinh nghỉ để đi làm phụ nuôi các em ăn học. Khi ấy thì cha tôi thương tôi lắm, tôi muốn gì cũng có, muốn ăn gì cũng được miễn là tôi thích. Nhưng bổn phận con cái tôi cũng biết, cha mẹ cực khổ nên không có dám đèo bồng. Cha tôi có thói quen là tầm cỡ 5 giờ sáng thì ổng đi ra bờ sông để hút thuốc và uống trà. Rồi ông nhìn, ông ngồi đó ông nhìn ghe xuồng, chạy đem hàng ra chợ bán. Không biết ông suy tư hay là nghiền ngẫm cái gì mà cứ thói quen tầm cỡ 5 giờ sáng là ra bờ sông ngồi hút thuốc uống trà, nhìn ghe xuồng chạy qua. Kế nhà tôi thì có cô Mười. Cô mới dọn vô xóm này được có một tầng. Thường thì cỡ khoảng 4 rưỡi sáng là cô chuẩn bị để ra chợ để mua đồ ăn cho bữa sáng và bán bánh ít. Khi 5 giờ cô ra khỏi nhà và ra chợ, nhưng muốn đi ra chợ thì cô phải ra tới con sông. Rồi dọc theo bờ sông quẹo phải mới có đường ra chợ. Thì hôm đó khi cô đi ra gần tới mé sông thì cô mười thấy có một cái bóng đen. Và ở chỗ bóng đen đó Khói thì bốc lên nghi ngút ngay chỗ bóng đen đó. Cô Mười đứng lại ngậm ngừng, ngập ngừng rồi mới cất tiếng hỏi. Ai vậy? Cái bóng đen đó nghe kêu quay lại và nhìn cô cười. Ui cha ơi cô Mười quảng sợ bỏ chạy rồi bỏ luôn thúng bánh ít mà cô nấu để đem ra chợ bán. Hết hồn hết vía, cô Mười chạy về nhà một mạch và cả ngày đó không đi chợ luôn sáng hôm đó thì cô mười có qua nhà kể lại với cha tôi anh tư ơi sáng em chuẩn bị đi chợ với đem thúng bánh ra chợ bán khi mà mới đi tới mé xong ui trời đất ơi gặp cái bóng đen nó đứng nó còn quay lại cười với em nữa chứ lúc đó cha tôi cười cười mà chẳng dám nói gì vì sợ nói ra cô mười bắt đền cái thúng bính đích rồi sao thì ra cái bóng đen đó không phải ma quỷ gì hết mà chính là cha tôi sáng nào ông cũng ra bờ sông ngắm thuyền qua lại đứng hút thuốc chỗ đó cô mười ba chốt ba sáng tưởng ma quỷ hỏi khi người ta chưa trả lời hết hồn hết vía bỏ chạy tôi cũng quên hỏi cha tôi cái thúng bánh ít đó hiện giờ ở đâu chắc bà tôi đem đi thủ tiêu luôn chứ đâu dám nói lại với cô mười có phải không bà? rồi có một ngày cha tôi đi lên châu đốc để thăm người thân nhưng khi cha tôi trên đường đi thì mất ngay trên chuyến xe đó được người thân biết cha tôi nên đã đưa về nhà để làm đám tang. Căn nhà của tôi chia làm ba khoang. Khoang trước làm nơi để tiếp khách và phòng ngủ, khoang giữa là bếp, có cánh cửa chính giữa nối tiếp là sàn nước và cả nhà vệ sinh, còn phía sau nữa là cái mương, chính giữa và hai bờ đất để trồng cây ăn trái. Từ ở bên ngoài hàng ba bước vào, bên phải cánh cửa ra vào là một cái bộ bàn ghế gỗ, trước mặt là bàn thờ tổ tiên và Phật bà Quán Thế Âm. Còn phía bên trái là hai bộ đi văn. Phía sau bàn thờ là phòng ngủ của mẹ. Mẹ ở đây là bà ngoại con. Khoang thứ hai là có một cái giường. Cách cửa ra vào khoang sau ba thước và kế cánh cửa là cái bếp. Sau khi cha mất được một tháng thì có chuyện xảy ra chiều hôm đó mẹ tôi ra nhà của thím tôi mua đồ nhưng vì trời gần tối nên mẹ tôi nói với tôi là mẹ ở ngoài nhà của thím chính của bay sáng má mới về mẹ lúc đó có nhờ cô mười qua nhà để ở ở để cho bay khỏi sợ vào cái thời ấy thì làm gì có điện như bây giờ có cái đèn dầu là quá rồi vì ở huyện nhưng mà ở miệt trong ngọn. Ngọn ở đây là cái xóm nằm sâu bên trong hẻm cách chợ tận ba bốn cây số. Khoảng 7 giờ tối là cả xóm đã đi ngủ rồi. Cô 10 thì ngủ chung với tôi bên cái đi văn ở bên trái. Đến tầm cỡ 8 giờ tối thì cô 10 ngủ mớ thấy có cái bóng đen đứng trước cửa nhà. Cô mới hỏi: anh tư hả anh tư sao không vô nhà mà đứng đó vô đây ngồi nè đi xa làm gì bây giờ nhớ nó rồi phải không tôi nghe cô mười nói chuyện tôi giật mình vậy à tôi thấy cô mười ngủ mà nói mớ nhưng mà tôi không có dám hỏi cô mười nói chuyện gì với ai và sau đó tôi nằm giả giờ như ngủ để tôi xem có chuyện gì xảy ra Lúc đó thì cô Mười mới nói tiếp Anh ngồi đây đi Đừng có đụng nó Nó mới ngủ con chút thôi hà Rồi bỗng dưng cô Mười la lên Úi cha Rồi cô giật mình ngồi dậy Làm con cũng giật mình dậy theo Và hỏi cô Mười có chuyện gì vậy Lúc đó thì người cô Mười ở mồ hôi ướt đẫm mết Cô mới nói Tao thấy cha mày về thăm nhà mà ổng đứng trước cửa ông không có vô Tao mới kêu ổng vô, ổng mới vô rồi ông ngồi ở dưới chân mày á Ông tính khiều mày mà tao nói mày mới ngủ thôi đừng có khiều Thì tao mới nói tới đó ông lấy tao ông búng ngay cái mắt cá của tao đau quá trời luôn Làm tao giật mình luôn Cô Mười nói tiếp thôi Mày ra mày đốt nhang khấn ổng đi Rồi đi vô ngủ Tôi nghe lời cô Mười đã thắp nhang Xong rồi vô ngủ Hai cô cháu ngủ cho tới sáng mới thức dậy Khi mà cô Mười bước xuống giường thì cổ lại bị té vì cái chân cổ giống như bị đau quá đứng không vững nhìn xuống thì thấy mắt cá cái chân cổ nó tím liệm mà như là da phải cái gì đó cứng lắm nó mới bị tím như vậy cô mới nhớ lại là đêm qua anh tư búng cái mắt cá cổ mà giờ đã sưng tím như vậy rồi trước khi cô rời khỏi nhà thì cô đã đốt nhang cho cha tôi và cũng xin phép ra về và sáng đó mẹ tôi về cô mười có kể lại cho mẹ tôi nghe mẹ tôi nói cha mày nhớ mày về thăm mày thăm nhà thôi không có gì đâu và kể từ sau đêm hôm đó tôi còn thấy cha tôi không còn thấy cha trong mơ nữa cha tôi thì được chôn phía sau nhà cuối cái mương là miếng đất nhỏ và cha đi yên nghỉ nơi đó và tôi cũng đã lập gia đình vào năm 30 tuổi và sinh ra một bé trai vào năm 2000. Đây là câu chuyện thứ bảy là câu chuyện bóng đen đứng bên cửa bếp. Câu chuyện này thì em lại viết và sinh con. Việt Thảo cũng xin đọc nguyên văn. Khi ấy con là học sinh cấp 1 nhưng mới lớp 5 và thi xong. Nghỉ hè. Cha mẹ cho về quê ngoại để chơi vài ngày. Phải nói về quê ngoại là con được thưởng thức các trái cây ngon và tươi ở trên cây luôn. Mấy đứa em con của cậu con leo trèo giỏi lắm. Phải nói chỉ trong chớp mắt thôi là tụi nó lên tới đọt cây xoài rồi. Trong khi tụi nó hái xoài thì con đứng dưới để hứng. Nó thả xuống trái nào thì mình đi lộn trái đó. Rồi tụi nó chỉ qua cây mít tu ma hái ăn. Ở đây gọi là mít tu ma, thật sự nó là cái trái lê ma. Rồi cả đám ra cái chòi được làm bằng tàu lá chuối, lấy cái chiếu lót để ngồi. Đứa em con cậu sáu mới xung phong leo dừa, nó nói với tụi con, bây giờ mà đi hái giờ uống ai rảnh đi theo lụm dừa nè. Thế là cả đám chỉ có bốn đứa vui vẻ đi lượm dừa uống dừa nhưng mà cái cảm giác đó nó vui làm sao á cái không khí ấy bây giờ không cách chi có thể tìm lại được đâu chú rồi thì đêm xuống ở dưới quê mà ngủ rất sớm thường là tám giờ đêm là cả nhà ngoại đã ngủ rồi nhưng mà khi có gia đình con đến ở đó nên cả nhà thức tới hơn 10 giờ đêm mới ngủ còn con thì còn nhỏ nên đã đi ngủ từ trước. Chỗ con ngủ là cái khoang thứ hai, ngay cửa ra vào bên trái là cái giường để con ngủ. Còn phía bên phải là cái bếp và cánh cửa gần đó. Con nhỏ đêm nhớ đêm đó con ngủ. Con mơ thấy là trời gần sáng. Con thấy có một cái bóng đen đứng ngay cửa ra vào sàn nước và nhìn con cười. ví như con ngồi dậy và người đó đi, con đi theo, bóng đèn nó đi ra sau giường, con cũng đi theo. Con thấy con đi theo cái bóng đèn đó, đi qua hết cái mương là tới phần mộ của ông ngoại. con thấy con đi theo cái bóng đen đó hết cái mương là tới phần mộ của ông ngoại bóng đen đó chỉ vào phần mộ rồi nhảy vào đó mất thì con thấy con mới giật mình và con gọi mẹ con vào kể lại thì mẹ con rầy nói ban ngày mày giỡn cho dữ rồi ban đêm mày mớ mày thấy bậy bạ hoài sáng hôm sau con lại về nhà của mình để chuẩn bị ngày học thêm để vào cấp 2. Quê con bây giờ đã là thị trấn Phong Điền, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Đây là câu chuyện thứ 8, là câu chuyện xảy ra ở khách sạn San Hô tại Dũng Tàu. Đây là câu chuyện do chính con trải nghiệm khi đi du lịch tại một khách sạn ở bãi sau Dũng Tàu cùng những bạn bè và anh chị cùng công ty cho con dùng danh xưng tôi để cho chú giải truyền đạt. Tôi nhớ hôm ấy là ngày 27 tháng 3 năm 2018, lúc 6 giờ 10 phút sáng. Chiếc xe du lịch loại 32 chỗ, chở vợ của ông giám đốc công ty về chúng tôi đi về hướng Dũng Tạo. Chiếc xe xuất phát từ đoạn đường tỉnh 741 về hướng huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Sau đó rẽ về hướng qua địa phận thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai và ra tới ngã tư Dũng Tàu mà đi. Chúng tôi tới Dũng Tàu vào lúc 12h30 trưa và nghỉ ngơi tại khách sạn Sang Hô nằm hướng ra biển và kế khách sạn là cái công viên thỏ trắng. Nói là khách sạn, thực ra bản thân nó giống như cái chung cư vậy. Vợ của giám đốc thuê 3 căn hộ trong khách sạn ấy, chia ra những người lớn tuổi thì ở tầng 13, những người trẻ tuổi thì ở tầng 15. Nhưng mà tầng 15 thì chỉ giám đốc lại thuê hai căn chia ra nam riêng và nữ riêng. Phòng nam của chúng tôi thì cái cửa sổ hướng ra biển cho nên gió biển thổi vào, vào những lúc giữa trưa nó rất là mát. Cho dù bên ngoài trời nắng nóng mà gió nó thổi vô như vậy mà gió biển nữa cho nên nó rất là mát vô cùng. Còn phòng của các bạn nữ thì lại không được như vậy. Tại vì cái cửa sổ nó hướng về khách sạn ở bên, bên trong đang xây dựng cho nên nó đứng gió, không có gió. Trước khi tôi bước vào phòng thì nhìn qua bên kệ để dép tôi thấy nó sắp xếp không có bình thường. Trong đó có một đu dép thì con chiếc ngưỡng chiếc úp. Chỉ thấy vậy thôi. Rồi sau đó tôi cũng quên đi. Chúng tôi ngồi chơi đánh bài và thư giãn. Rồi xem phim. Rồi hưởng thụ gió biển thổi vào. Khi mà đợi đến khoảng 3 giờ rưỡi chiều. Thì lúc đó chiều đã nắng bớt rồi. Chúng tôi thay đồ ra biển tắm. Tới khoảng hơn 17 giờ tức là 5 giờ chiều thì về khách sạn, thay đồ tắm rửa đi ăn uống và dạo vòng vòng thành phố biển. Sau đó về tới khách sạn là 22 giờ đêm. Mọi người hình như còn rất sung và hăng hái, cho nên thức luôn tới gần 2 giờ sáng để đánh bài và chơi rút gỗ. Rút gỗ là mình để lên như cái tháp gỗ rồi rút. Nếu ai bị ngã là lấy gối đập nhau, vui lắm. Sáng ngày hôm sau thì mọi người chuẩn bị cho trưa 12 giờ đi về thì chuyện xảy ra với tôi và phòng của chị em phụ nữ. Trước đó là xe đã đợi sẵn ở dưới bãi, mọi người đã lên xe hết rồi. Chỉ còn tôi và ba người còn lại ở trên tầng 15. Tôi thì chuẩn bị xong rồi. Nhiệm vụ tôi là chờ thang máy và giữ nó lại, chặn như thế này để chờ những người trên xuống đang trong lúc chờ thì tôi nghe ở phòng của chị em phụ nữ có tiếng như ai bên trong đập cửa vậy nó cũng giống như gió thổi mạnh vào cái cửa rồi cái cửa dập phát ra cái tiếng động nhưng công nhận lúc đó tôi cũng không có suy nghĩ gì tôi mới tiến tới mở cửa ra và hỏi còn ai không thì cái khung cảnh bên trong nó im lặng như tờ chẳng có ai mà cửa sổ cũng đã đóng thì làm sao có tiếng đập Tôi mới nghĩ lại, thôi chết mẹ rồi. Mau kêu tụi nó lẹ mới được. Khi vừa đóng cửa lại thì cửa thang máy mở. Và ba đứa kia cũng vừa tới. Tôi nhảy ngay vào thang máy đầu tiên và bấm nút đóng cửa lại để đi cho lẹ. Nói thật lúc đó tôi sợ đến độ muốn mau lên xe. Khi xuống tới dưới bãi xe và đi về thì chị giám đốc mới kể. Đêm qua đó tôi ngủ cùng với con tôi thì tôi nghe tiếng mở tiếng cửa phòng có người gõ cửa cọc cọc sau đó lại tiếp tục gõ cọc cọc tôi mới mở cửa ra nhìn thì không thấy ai ngoài hành lang nên tôi đã đóng cửa lại khóa chốt cửa và ngủ tiếp một lúc sau thì có tiếng như ai ở bên ngoài nắm dặn cái cửa rồi gịch ra mà không được vì tôi đã khóa trái cửa lại rồi Lúc đó mọi người trên xe hầu như ai cũng lo lắng mặt đều hốt quán hết. Có người thì nói nếu tôi ở trong phòng lúc ai đó mà gõ cửa rồi lắc cửa kiểu đó chắc tôi xỉu quá. Có người thì nói nếu mà chắc tôi chắc tè ra quân. Nghe mà thấy sợ mà cũng thiệt là buồn cười. Nhưng mà hai điều đó khiến tôi phải suy nghĩ. Hiện tượng tôi gặp là cánh cửa kêu như vậy Mở ra thì không thấy ai. Cửa sổ thì không mở, không có gió. Vì bên trong và cả bên ngoài không có lực tác động thì sao cửa lại kêu. Giả sử bản lề cửa có lỏng hay chốt cửa mòn thì phải có lực tác động nó mới có ra tiếng kêu được. Mà căn phòng của các chị là ở cửa sổ hướng về phía khách sạn đang xây dựng thì nó đâu có gió. Làm sao cánh cửa lại tạo ra tiếng động được. Còn trường hợp của ông giám đốc thì như thế nào nghe tiếng gõ cửa phòng và khi mở ra thì chẳng thấy ai nằm được một lúc thì lại nghe tiếng tai nắm cửa bị dặn thực hư như thế nào rất khó để tôi và mọi người có thể giải thích được và tôi cũng xin chắc chắn là những câu chuyện trên đây tôi chưa đăng trên diễn đàn hay các trang mạng xã hội nào khác cảm ơn chú đã xem qua chuyện của con cảm ơn chú chúc chú một ngày vui khỏe chào chú nếu trong trường hợp mà cái cửa phòng bị gõ thì mở ra không thấy ai hết nhưng có điều là sau đó thì có người lợi dặn cái chốt cửa nếu mà cái chị giám đốc vợ giám đốc đó mà không sợ thì ở ngoài gịch cho nó gịch mình đến mình mở chốt mở khóa đẩy ra luôn coi lúc đó có ai không lúc đó có người thì thật sự là có người người ta kéo cửa thì hỏi coi tại sao kéo cửa phòng tôi có phải đi lộn không nhưng mà lỡ mình đẩy ra mà không có ai hết thì chắc xỉu thiệt luôn quả tại vì không có ai hết thì tại sao cái cửa bị lắc và bị gịch ra được cho nên có những sự việc mà chúng ta khó giải thích được chỉ có điều là mình không có tìm hiểu đến nơi đến chốn phải chi hôm đó chị giám đốc đó mở luôn cái cửa ra coi có ai đứng bên ngoài không khi không có thì chắc chắn là khách rồi hôm nay là ngày thứ sáu ở bên mỹ đã là thứ bảy ở bên việt nam và tôi, tôi, kể câu chuyện này Thì đúng ra bữa nay là thứ bảy Khi chuyện này được đăng lên là nó nhằm vào thứ bảy Việt Nam lúc đó Chủ nhật Cuối tuần này tôi có hai cái show lớn ở tại Virginia. Show từ 9 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm tôi có mặt hai ngày thứ bảy và chủ nhật cho nên cái thời giờ kể chuyện ma vào ban đêm có thể có được nhưng mà thời gian chuẩn bị bài của các bạn cũng hơi cực tại vì tôi không có mặt ở trong phòng cố gắng cố gắng thì sau hai ngày thứ bảy chủ nhật ở virginia Tôi sẽ bay qua Paris Ở Pháp Châu Âu Ở bên đó có cái show bên đó nữa Rồi sau đó tôi bay trở ngược về Mỹ Đến Baton Rouge Baton Rouge là thủ phủ của Tiểu bang Louisiana Nơi đó có hai show của giáo sứ Của nhà thờ Rồi sau Baton Rouge tôi lại tiếp tục bay qua bên Dallas, Texas. Ở nơi đó là 4 ngày show liên tục để đón mừng năm mới, cái Tết nguyên đáng. Show thứ nhất vào đêm giao thừa để đón giao thừa. Ba show còn lại vào mùng 1, mùng 2, mùng 3. Và sau bốn show ở Dallas đó, vào cuối tháng 2, à cuối tháng 1, tôi bay ngược trở lại Paris, Pháp Quốc để có một cái show bên đó nữa. Như vậy cái lịch show trình diễn dày đặc trong suốt tháng 1. Còn tháng 2 cũng vậy chưa kể tới. Cho nên rất là căng thẳng. Bận lắm chứ không có ở không. Thời gian nào làm show. Và có điều đặc biệt trên những chuyến bay đường dài như từ Mỹ sang Pháp. Đâu có thời gian nào để làm chuyện bên lề được rồi đến nơi cũng phải làm show nữa, cho nên cái thời gian để mà kể chuyện ma cho các bạn rất là rất là hiếm, rất là khó. Nói đây để cho thấy khó thôi, chứ tôi không bỏ cuộc và tôi không lơ là. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp thời gian bằng bất cứ giá nào cũng phải ráng kể, ráng kể liên tục cho các bạn nghe. Còn nữa những hình ảnh mà đi chơi ở bên Dubai, ở bên các nước của Trung Đông, ở trên cruise, thì nó không có nhiều, chỉ là ghi lại những hình ảnh sinh hoạt, giống như mình gặp đâu cái gì hay hay lạ lạ đẹp đẹp mình quay lại chơi, cũng phải bỏ lên cho các bạn xem. Tôi cũng sẽ cố gắng để có cho các bạn xem chơi. Không có cũng không sao. Không có cái đó không sao, nhưng mà không có chuyện ma không được. Tại vì đây là chuyện của các bạn gửi về phải đọc nhé. À. Nếu nghĩ tới đây mà mình Nếu hồi xưa đó thì tôi lo dữ lắm. Nhưng mà lo cũng không giải quyết được gì. Thôi cứ thông thả từ từ. Như vậy thì hôm nay qua 8 câu chuyện qua 8 câu chuyện của người mà lấy cái nickname là Lâm Trung Trực nha. Tám câu chuyện ma đã gửi đến các bạn. Đây là chuyện ma à, dân gian Việt Nam, kho tàng Việt Nam kỳ thứ 145 và là chuyện Minh Lề 1030. Những câu chuyện kế tiếp của ai chưa biết nha, Việt Thảo sẽ uh, coi rồi sẽ kể lại cho các bạn nghe. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy tiếp tục gìn giữ kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam mà chính chúng ta đã cùng nhau sưu tầm, trải nghiệm, kể lại cho nghèo nghe và tạo dựng nó nên để lưu lại sau này cho những người nào muốn tìm hiểu về những chuyện ma trong dân gian thì có thể vào xem. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn và quý vị. Thank you and I love you. hello việt thảo xin chào các bạn trước hết cho việt thảo được cảm ơn các cơ sở thương mại cũng như những cá nhân đã bảo trợ cho chuyện minh lệ của việt thảo và đặc biệt cảm ơn các bạn đã donate cho kênh youtube của việt thảo qua những chuyện minh lệ nếu các bạn thấy là niềm vui là nhịp cầu đến với tất cả mọi người thì xin các bạn nhớ subscribe tức là đăng ký trên channel youtube của việt thảo và khi đăng ký rồi hay subscribe rồi xin nhớ click vào cái chuông để cho nó báo cho các bạn biết mỗi khi có video clip mới của Việt Thảo được upload lên YouTube. Xin được cảm ơn. Thank you. Nè, nói nghe nè. Đây là nail polish. Đây là gel polish. Đây là dipping powder. Ba cái này mà tìm một màu giống hệt khó lắm nha. Matching color, three in one. Duy nhất bây giờ chỉ có à? AN là sản phẩm dược trội của ngành nail năm 2020, được phân phối trên toàn cõi Úc Châu bởi tổng đại lý phân phối và phát hành Old Snail and Beauty Supply ở Melbourne, Australia. Dân vâng tạo xin được hân hạnh chứ. Hải sản đổ già là trung tâm đầu mối chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại hải sản thiên nhiên 100% được đánh bắt từ vùng biển của Nova Scotia ở Canada được nhập trực tiếp từ Canada, các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được bảo quản với trình độ kỹ thuật tiên tiến nhất với các kho chứa hàng bể nuôi đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn xuất nhập khẩu của thế giới. Hải sản đổ ra nơi phân phối trực tiếp tôm hùm đến các cửa hàng bán sỉ và lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh và trên toàn cõi Việt Nam với giá cả tốt nhất. Hải sản đổ già ở địa chỉ số 33, đường Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0898 303 799 hoặc 0985 11 Thảo sẽ được ngân hành giới thiệu. Xin kính chào quý vị, tôi là Alice Châu của Châu Insurance Agency. Tôi muốn thông tin cho quý vị, có nhiều sự thay đổi liên quan đến Medicare, Medicaid, Obamacare, Social Security và Short Term Health Insurance. Rất là quan trọng quý vị ơi. Đừng để bị mất bảo hiểm, đừng để bị phạt, đừng để bị mất quyền lợi, đừng để trả tiền bác sĩ, nhà thương và tiền thuốc không hợp lý. Alicia đã giải thích rõ ràng trên channel YouTube của MC Diệt Thảo, chuyện bên lề số 790 đến 794 nhớ vào xem đó là cuộc sống đó là quyền lợi của quý vị nhớ vào xem nha Alisa xin được cảm ơn Hôm nay Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Bây giờ qua anh đăng là dân sĩ này. Yeah. Anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng kangen Word. Từ kangen tiếng nhật dịch ra, dịch ra đó là return to origin trở lại nguồn nước nguyên thuật Và Mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đến thực thảo Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4-6 lần Và đặc tính thứ ba trong cái nước Kengen này là có độ kiềm cao Nó là Kengen Water nước tinh khiết tinh chất uống để trừ tránh quạt, bệnh hoạn bệnh tật như uống thường xin quý vị hãy liên lạc Jennifer và anh Hà ở số điện thoại là 714 833 8738 Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy canyon water theo như ý muốn quý vị nhớ thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống canyon water the best water order